được mệnh danh là thủ phủ xoài của tỉnh Khánh Hòa cũng như khu vực Nam Trung Bộ. Huyện Cam Lâm những ngày qua đang bước vào mùa thu hoạch rộ giống xoài Úc. Tuy nhiên, bà con đều trong tâm trạng mất vui bởi giá rất thảm. Theo các chủ vườn trồng xoài trên địa bàn Cam Lâm, giá thu mua bèo bọt nên nhiều nhà vườn treo quả chờ giá nhích lên để bán. Nếu thu hoạch thì chẳng đủ trả tiền công hái, vận chuyển nên đành chọn cách treo lùng lẳng. Nếu như các năm trước, thời điểm này giá xoài Úc tại tỉnh Khánh Hòa ở mức 35-40.000 đồng một kg, thậm chí 50.000 đồng một kg, thì năm nay giá xoài giảm mạnh chỉ còn từ 10-12.000 đồng một kg. Đây cũng là năm giá xoài Úc giảm mạnh nhất, chưa năm nào việc tiêu thụ khó khăn và giá rất thảm như năm nay. Một nông dân trồng xoài Úc tại Khánh Hòa cho biết, hơn 10 ngày qua, gia đình giao bán cả vườn giá 140 triệu đồng, sau bớt giá còn 120 triệu đồng nhưng chẳng thấy thương lái ghé thăm nên gia đình ngậm ngùi thuê công hái bán với giá 10-12.000 đồng một kg. Với mức giá này thì người trồng xoài chắc chắn thua lỗ, không có lãi. Vì năm qua chi phí đầu tư phân thuốc, bảo vệ thực vật, công lao động đều tăng cao. Theo các vựa xoài trên địa bàn huyện Cam Lâm, các năm trước xoài xuất bán các tỉnh miền Bắc, miền Nam và chủ yếu thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, việc tiêu thụ xoài hiện nay đang gặp khó khăn. Hiện nay Cam Lâm có trên 6.000 hecta xoài. Đa số chủ yếu bà con trồng giống xoài Úc, việc giảm giá mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người nông dân.